Dạ bạch quý sư, con có câu hỏi như sau. Thưa quý sư, do nhân gì mà một số người khi đọc kinh sách lại liền tin ngay, họ tin sâu và tin rất mãnh liệt, quyết lòng thực hành theo, còn một số khác thì lại hoài nghi, phân tích rất kỹ để đó và quan sát thật lâu mới quyết định tin theo hay không? Và đọc Tam Tạng kinh điển Pali, xin sư từ bi giải đáp giúp con. Thứ nhất á, là do cái căn tánh của mỗi người ha. Cái người mà căn tánh tín á, thì họ dễ tin. Còn cái người mà căn tánh trí á, thì họ ít tin. Khi mà căn tánh tín nó trội nhiều thì họ tin, nhưng mà thường tin nó sẽ thiếu trí. Nếu mà tính nhiều quá thì trí sẽ giảm, cho nên là quý vị sẽ thấy có một số người gọi là cuồng tín. Còn nếu như căn tánh trí mà cao quá thì tính nó sẽ giảm, thành ra sẽ dẫn đến việc là họ nghi ngờ tùm lum. Chính vì như thế, căn tánh tín và căn tánh trí, cái nào trội cũng đều không tốt. Đừng có nghe mình căn tánh trí vậy là mình ham, như vậy là tôi ngon, xin thưa không phải. Tính và trí nó phải cần được quân bình đó. Cho nên là có tính thì phải có trí, mà có trí thì phải có tính. Còn cái trường hợp của vị nói là nó rơi vào hai trường hợp gọi là khá là thiên lệch, khá là cực đoan, cho nên là sư phải nhắc nhở. Còn lý do khác đó là do, một là họ gieo duyên với chánh pháp nhiều đời, thì sau này đó khi nghe đến Phật pháp và tăng, nghe đến chánh pháp thì họ ngay lập tức tin tưởng một cách dễ dàng. Rồi một cái nguyên nhân nữa, đó có thể là một người do đã từng xu hướng theo ngoại đạo, cho nên á, là khi họ tiếp xúc với chánh pháp thì họ ngờ vực và họ phải đối chiếu với những kiến thức của ngoại đạo. Thì khi mà họ đối chiếu nhiều á, thì tùy theo họ đó, là họ thuộc về cái người dễ dạy hay là người khó dạy, là người trí hay kẻ ngu. Nếu họ là người trí thì họ sẽ buông bỏ những kiến thức cũ mà họ dung nạp kiến thức mới, nếu kiến thức mới đó đúng chánh pháp. Còn nếu đó là kẻ ngu ương bướng thì dù kiến thức mới đó có đúng chánh pháp đi nữa thì họ vẫn khăng khăng cố chấp cái cũ mà họ không chịu bỏ. Và không biết là Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung gì thêm hay không? Quý vị thì sư cũng hoàn toàn đồng ý cái quan điểm với Đức Hành Tại. Thưa quý vị, ở đây quý vị câu hỏi chính quý vị là hỏi do cái nhân gì đó không? Thì do Đức Hành Tại có nói là về cái căn tính, thưa quý vị, căn tính mỗi chúng sanh đó. Căn tính thì cái này là Đức Hành Tại có nói là cái phần này là được nói rất là rõ ở trong Thanh Tịnh Đạo, thưa quý vị. Thanh Tịnh Đạo, những cái người mà có căn tính thế nào để mình hướng đến cái sự tu tập đó, cho đúng. Và vốn dĩ là chúng sanh đó, nó có cái xu hướng có nhớ có tổng cộng 16 căn tánh đó, như Đức Hành Tuệ đó. Và về cái sự phân tích đó của Đức Hành Tuệ về vấn đề xu hướng theo ngoại đạo này, này nọ, thấy không? Thì sư thấy câu trả lời thật sự là rất là đầy đủ, thưa quý vị, rất là đầy đủ. Nên bây giờ thật sự nếu nói muốn bổ sung thêm, cũng không biết bổ sung gì. Quan trọng nhất là nếu quý vị muốn chưa, có nghĩa là nghe sơ qua mà chưa có hiểu lắm, thì mình nghe đi nghe lại để mình hiểu được cái sự sâu xa trong câu trả lời.
Giống như là đầu tiên để Đức Hạnh Tuệ trích dẫn về trong Thanh Tịnh Đạo nè, rồi những cái vấn đề mà ở trong cái giải Pháp Cú, rồi trong Chánh Tạng nữa, là những vì sao, cái nhân gì mà có những chúng sanh mà có cái niềm, ở đây vị hỏi nè, có cái niềm tin là mãnh liệt đúng không, rồi có cái sự hoài nghi, rồi có cái trí tuệ để phân định đúng hay sai. Đấy, nói chung mình chỉ cần nghe 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 kỹ thôi đúng không? Nhưng mà quan trọng nhất là mình phải hiểu. Có một điểm rất rất quan trọng mà Đức Hạnh Tạng muốn gửi vị là mình phải phân định rõ giữa cái niềm tin chân chánh không, và chỉ cái trí tuệ đúng đắn. Mà hai cái này nè, hai cái này muốn cân bằng được nè, quý vị biết biết dùng cái phương pháp gì không, đó là phải có chánh niệm. Quý vị có chánh niệm có nghĩa là trong ngũ căn ngũ lực đó đó, thì cái chánh niệm nó giúp là cho tính và tuệ nó cân bằng nhau, tại vì cái nào thiên lệch đó, nó cũng dẫn đến cái sự tai hại chứ, dẫn đến sự trở ngại chứ. Cho nên là cái đời sống mà chánh niệm tỉnh giác đó, thực hành tứ niệm xứ rất là quan trọng trong cái vấn đề mà nãy Đức Hạnh Tuệ có nói. Thưa quý vị, và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.